more question too. Do you visit the library? Yeah, tại sao pin nhé? Nó no, một thầy mùi nhé. Chân tần đấy cứ bằng hai khá. Phần đuôi này cứ viết bắt đầu viết bằng hai làm pin tần đấy kẹt tôn chỉ mùi nắng chỉ mùi này cả tứ mà nả lại. Phần tay chỉ mùi nắng tần đấy bạn nắng we don't know if there are differences in library visit according to the gender. Chân bất sân dương mơ lên tần đấy nắng dương ạ đâm thả táo biến thiệp phục lại nha đại ọt. Nông ca tứ bằng nả lại. Bạn có ai tên lỡ hết bạn này là của đời xa cô nó bao nhiêu như trong đơn ta mình pro mình không thấy mình tập lọt này cả ăn khóc hết là đọc bây giờ dân xung lúa thì mỗi bạn chạy tập bóng mà miền xung lúa là quạt mình bọc mình xảy đến tụ bây giờ bản thân ở đấy nó cứ bây giờ đơn ta ta ca cho được trong library nó viết vừa ở dương ai rộng khơi thả mình pro mình không thấy khóc lại thì là ở trong tập lọt này cả I lấy một question here. Question 3. Who is your favorite author? Tanana chi nek nipon dai ne ai chu chot. Chu yi men J.K. Rowling 12 ne, Anthony Horowitz 5 ne, Lucy Daniel 4, On Cooper 2, Roald Dahl 8, Jacqueline Wilson 15, Gardner 7. Then the remaining 15 respond or listed another author. Chúng mình phải đọc nè, xem biết có đặt list another author. Chúng now without the gender information, we cannot tell if girl choose book by female author or whether the choice are gender neutral. The fact that the prime of responses list different author make analysis of the question very difficult. Ta bà sân dự khuyên phô là miễn tệ tôn chỉ muốn chân đôi với những con ai bác ta khuyên xoay rớt bất thử dù mà ăn á là ai tên lỡ by female author còn hồ mơ thả ta nè đi con nà xoay xoay còn rồi rư mùi có chùm rớt nắng cư vì ọc miễn cất vì tên lỡ hướng nè đi con pro nè đi con xoay tới cư vì neutral hay ở đây đã xin khăn mùi chết cư vì miễn đọc phạm 15 អ្នក នោះ គឺ អត់ choose នៅ ក្នុង ចំណោម នឹង លេខ ប៉ុន្តែ គាត់ ដាក់ ថា other another author អញ្ចឹង វា ធ្វើ ឲ្យ ការ វិភាគ ទិន្នន័យ របស់ យើង នៅ ពេល ដែល យើង យក មក វិភាគ គឺ ពិបាក ហើយ ពិបាក ខ្លាំង ឥឡូវ យើង មើល តោះ Question 4 What make you choose a book from library which គាត់ អត់ មាន ឲ្យ ជា optional respond này, what are the open what are the open ended question they up in alternative responded what chứng này sai mấy sai đó chứng Jim received lots of information from this question and he was able to group up some of the answer this took him a long time it may have been more appropriate to provide the children with choice of responses chúng bớt sân đi dân thôi anh chá này dân xua xin đua muối hay dân đặt bà toàn ở kỳ trời chân cư bà bà ai viên nâng thơ dân xin phêl mình đến của đời sao tập mà đưa mà nét viên miên đất hay ai khóc bị nìa chân cao sắp nè ai khóc tân cao sắp nè bà miên ta hello dân mơ xin đua hay xin đua thì chung cỏi chúng how satisfied are you with the book in library? 32 agree strongly, 27 agree, 9 disagree. Chúng tôi bây giờ ban tin ở đây phải nâng cao nhé. Thì như thế, the responses to this question do not give us any information about why the children are satisfied or not satisfied. Chúng chụp lại tên sử dụng ở bàn ai to là phòng nghiệp ấy dương to về sau. Họ dương tăng thả hạt ấy bàn chuyện mình nâng về certify. Rồi mùi ở mình nâng ọt bên chất hạt ấy có dương tăng thả. Bàn thả mặt phơ bàn là thua lấy tại ọt bàn in information ấy sọc chẳng đó. Đúng chẳng? À lấy dương mơ ca bình dụng bọc kế kì như thế. Jim questionnaire is very basic. The focus for the research is gender reading habits.
chương cô nóng này cả thua thì xây bóng bót cứ gọt trong đăng thả ta bà sân chỉ này để tôi chỉ muốn gender reading habit ta không pro tầm lọc cả án bài mạch mình sẽ tầm lọc cả án bài mạch hay khó khăn bài mạch. But the questionnaire does not ask the most important question. Are you a boy or a girl? Tại sao ra xin đua bà con? Bà con làm mất thì con click xin đua mùi. Ai xin đua nó sống thân một con. Cứ ta này anh chị comment pro rồi có comment sợi. Chân question 1, tôi dụng bà to tiết. Anh đừng nhạt ơi, chim nâng thơ ca priệp hiệp rồi viên ca án này nặng bầy nơi không xả lá phần tay viên mến chìa ở quấy đá chụp lực phần khánh tại quận tròn bán nông cán vừa đi xảy tình nữa tí bí cứ viên chìa simple choice question phần tay bà xin chỉ dẫn dân thử thua ca consider in related to the remaining question thử thua ca bị cha ná thả ta xin nữa năng ạ xin nữa tí bí xin nữa bạn mình đi nè đó không bởi tất cả chúng thôi thôi làm tiếp. Này, nô tí pi, ta này anh ta mà nà lại là ọt. Yeah, hay là nô, việc phần năng ấy nè. Chân xử nô tí pi, việc simple try question với thở ấy. Và ta, về đại dân thương, chân dân thở bình cha nà là ông pi xử nô đại nâng sau. If a child answer no to this question, do they need to complete the rest of the question? Ta này anh tư mình à lại đã ớt. Bà xin chị no, no. Bà xin chị chụp lại bán no. Thật ta không phải là ớt nó thử complete question này từng bù lần tiền đạo. Thế. Bà tốt bỏ question lịch bay, lịch buôn, lịch prăm. Assume that the child read. Question bay buôn phải là cứ son ở mọt thác mình không phải là answer thôi à. Can identify the author and can say why they use the library. They will not provide Jim with the answer he needs. If Jim had conducted a pilot study, he would rely that the responses did not help him with the research. Dương dương chụp này phải làm mà cần nó còn develop questionnaire hơi, nên về the questionnaire vô mà thua hơi. Chắc là phó lập bàn tựa lại sắp tầm đó. Chẳng hãy từ bà xin chị nhận ông đi research bà nhận ông đi tệ tôn chỉ muốn đăng ca pra questionnaire xong nhận ông đi pilot bằng tha questionnaire rưu mùa cả ấy để interview rưu mùa focus group discussion dương ai xa pilot chỉ muốn smaller group xin cùng hỏi dương chụp bà tiền rưu được chìm á chứ là lấy dương bà tỏ tiền tệ tôn chỉ muốn đăng tập hết xem xanh khi này xin đúa cái tha part of the problem Jim experience lie in his choice of question. Understanding the different type of question can help when we need to create a questionnaire. We can categorize question into two types, open and closed. A closed question can usually be answered really quickly, for example, are you a TA? And usually generate only one responses. However, an open question requires more thought and incorrect various responses. For example, why did you become a TA? Okay. Then close question. So, bây giờ dân thưa questionnaire. Bây giờ dân bà cao xin lúa ấy tận ốc. Khi dân thời gian thay dân miễn phí bọc hết. Tùm rộng xin lúa. Close xin lúa bật hãy cứ chùm lái. Cứ ai bà cao có ban thẩm tạm mùi response. But that open question xin lúa bà quen cứ chạy. Drop off tràn ha. Ờ lấy như mới tạt đi. Cái ta when we write a questionnaire we can use open or closed question. Morgan and Sutton identify six different type of question which we might class as open question that stimulate thinking. Chúng miền sửa 6. Chúng mình thử mơ là question which draw up on knowledge, remembering, question which test comprehension, understanding, question which require application, solving, question which incorrect analysis, reasoning, question which invite synthesis, creating, question which promote evaluation, judging. Chúng mình thử mơ là question which draw up on knowledge, remembering, question which test comprehension, understanding, question which invite synthesis, creating, question which promote evaluation, judging. Chúng mình thử mơ là question which draw up on knowledge, remembering, question which test comprehension, understanding, question which promote evaluation, judging.
ca bạc ca sầm nốt cứ bị miên tổng mối bạc phẹt và sân dân nẹt ông này mơ nó không ở vùng chó và sân dân sầm nốt nẹt ông này chọn lắc lơ ở quay đài mấy mấy nó quật chọn trăm rồi ngồi có respondent bao nhiêu remember từ dân bạc ca sầm nốt bạc mạnh ok à, lấy dân mà tọc anh cứ dân mơ tiện tôn cho mình teacher assistant làm bánh mà nhé để dân dây hướng bò thòm. And then look at the following example of a questionnaire which type of question has the researcher used. Chúng cái chênh màu đó này cứ tầm đồng questionnaire mới. Vì như là TA nó cứ teacher assistant and NVQ, National Vocational Qualification and FD Foundation Degree. Ai chúng tôi tới nơi bên này on this questionnaire này on this can be purpose here. I'm interested in the experience of teaching assistant national vocational qualification student choosing to do a foundation degree or for teaching assistant. Your response will be used to inform course development. The questionnaire is anonymous. Okay, cái đặt mong hỏi. Chân số thứ mười. What is your current program of the study? Please recall. Yes. And they can have choice, simple choice question. Got out your gender. Young person, so called, are you male or female? Have you studied for a degree level qualification before? Yes or no? And they can open question. Please identify three reasons for choosing the foundation degree when you completed the national vocational qualification. How satisfied are you with the foundation degree? Please write your experience. Okay. Agree strong. Ni yang mien. Agree strongly. Agree and disagree. So, sebenarnya tiba mui, look at the following statement. Please choose the two that match your own reason for choosing the foundation degree. Place a number one by the most important reason. Carry enhancement, the cost of the degree was low. I could study at the same college. I wanted to stay with my friend. I wanted to study close to work. My employee insisted I do the course. My employer fund the course. Question 7. How did the National Vocational Qualification prepare you for study on the foundation degree? Okay. Cho nên cứ questionnaire muốn thầy nó phải để dân thua questionnaire bạc nên cứ dân nên từ tua bán tên là này để dân ai rồi chữ cả bán thầy về để nét on hết thua questionnaire cứ chữ tôi complete nhé. Thank you for your time in completing this questionnaire. Okay. À lấy dân mơ cả bình thường. This questionnaire use a variety of the question type we identified earlier. Question 1 and 2 are simple choice question. Question 3 is a close question needing a yes or no response. Question 4 is a list making question. Question 5 is an agree disagree question. Placing reason in rank order is required in question 6. And question 7, we see the use of an evaluating open question. Chúng sử dụng thì cứ bàn pra tờ lơ à một phép trang bởi mối này sử dụng đại xua sử dụng bài tiệm đồn chứ mối đang remembering, evaluating ấy tưởng ổn nó cứ miền tập bỏ không nè. Thì chỉ tụ tên được chỉ ca subject của nhóm ấy nè, nó phải nét on the questionnaire từ hạt ấy dương ai for literature review dương mơ từ lớp questionnaire tại nhạc môn kết quả hay dương vô viên màu cao cấp benchmark từ lớp ở đây để kết thuộc miền bị bỏ màu dương vị ở sâu khó hả tại khai từ dương chập đam ở vây mùi đòi cái start something from scratch á chập đam từ bố đọt cái đấy xóa nè thì chờ thằng này để chụp tiền. Okay, con mang bình thường. Okay, lấy những mới đầu tiên. Khi nhớ thay, if you are conducting a large study involving many respondents, then a highly structured questionnaire with close
question is preferred. Nên giờ mình chấp đảm mình biết structure question này. Riệp nam được đảm ôi miền thân nàn được rõm vì miền rạch nà sản phẩm cho bạn lỗ. Hay chỉ tư tớ bản thân chỉ dân phơ chừng môi nâng respondent cho ra chừng chỉ tư tớ kể ao dân phán clock question này ở chờ. It will assist statistical analysis of the data you have gathered. It also enables you to make comparison of the data. A structured questionnaire with closed question will need to be piloted to ensure that the data generated is appropriate to the research question. This can be time consuming. Vừa hỏi pilot. Pilot tới khởi chụp bằng nhà hát đôi dưỡng bọc chìm dẫn, develop more, refine về. If your research is small scale and involve only a small number of respondents, then an open semi-structured questionnaire is more appropriate as it can capture specific situations. Chà này bà chớn, rồi nè là ngay tớ, anh ấy đọc thay nè ấy, open questionnaire của bạn hay questionnaire của dân cứ lẹ cả nạ bạp semi-structured. Cái này cái gì semi structure cái kẹt đá là structure question hay là odd structure chỗ này. Ok, lần này dân chỗ đang mùi tiệt chứ tôi tớ nó phê để nét ổn hết phơ questionnaire phơ ấy tập ổn lắm. Này cứ chứ sample letter làm bây nét ổn hết ai vô vị trí cũng rú á nó phê để nét ổn hết thử ca thua questionnaire, thử ca thua ấy cứ dừng ảnh nhà cái học thầm mail, mail survey dừng nhà email tự kê dẫn tất ok kê chùi thua ảo à lấy dừng mà xem phò tầng ọc ní á chứ ảnh ấy cứ cùng rú này ca thật xe email tên á. The importance of Brian Chim on spelling test score for children in year 4 này topic bao giờ phơ đào nhận nà kế Martin Smith ní cứ researcher hay hay school chile university of somewhere thì đã nè thì ai đã PSBU ấy nhận foundation degree for teaching assistant anh ấy cứ lịch thật ổn cún thank you agree for agreeing to help me with my research I have enclosed a questionnaire for you to complete and a stamp address envelope could you please return the complete questionnaire to me by Friday 28 January if you need assistant with any of the question I can be contacted by phone on or by email like this as we discuss on the telephone your responses will be treated confidentially your anonymity is guaranteed and no reference to your name or the name of the school will be made in the final report you will be sent a copy of the report when it is published. May I take this opportunity to thank you for your time in completing the questionnaire. Brian Jim is an exciting new development in school and my research will help to evaluate whether it can be effective in raising spelling score for year 4 children. Your sincerely. Okay. And this is your page. But then you can see your mail questionnaire. Okay. That's all I have to do with this. That's what I say. Tại dương thì chỉ đang đi phía nhà tạm chát thôi cô lời Messenger. À, Messenger dương cài thì dương cái thầu xe chế ra thử ấy. Thầu xe lẹ cái nạc rồi email ra được nè. Dương mình ai thầu xe... Thầy mệt phụ dương cập nhà mắt. Nhà là questionnaire màu tầm ngon. Mình cười nhà. À nói dương gì mệt phẹt dương. Bà. Và lâu đi hoa thắp nhau ấy. Nhông thử hay nhông mến mệt phẹt vậy. Mệt vậy. Tôi ra và xin ăn có bọc bài anh chết ta nhưng mình thua ao ấy bà hello slide miền sầm đua tế hello everyone do you have any question và ăn miền sầm đua tế thì tiếp tiên cho tất all observation mà đó nhưng vô à phải hả ông nắng vô case study này cả thua đại tra thu mùi mùi vô mình dạy đoàn. Ok, mình xin lỗi từng ngọt này. Xong 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 mùi được rồi. Hát miên là được rồi. Bạn chạy.
Tiếp theo tôi đang structure question khác nữa kêu ở thoi slide tí kêu mà còi nè slide tiếp theo đang question tiếng phẩm bal tiếng phẩm mùi mình ba structure question gì kêu ba 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 structure question ba bị ta còn vậy ta cái nào dương vậy biết thằng structure thì dương sắp đào từ lớp question đại dương bán list down rồi dương thưa cái hạt sắc à lấy lâu lúc rồi ba bạn từ tua bàn đấy hello tết đó tết tao từng đang degree of question đấy lúc rồi ba bạn phải đặt tên degree of question đúng long slide remembering so bên nhà năng man bộ năng ngày năng năng hari này cái lainnya tết tao từng đang remembering understanding reasoning ấy lúc bạn cứ lại năng tại tông tiếng phụ mùi nâng anh nâng cứ dương thơ tam à bà lùm tạ sô lùm mi cơ mấy cửu vì bà dễ tư mà anh từ bãi tranh đôi dương mình bà lùm tạ sô lùm mi bà lùm ấy chẳng hề vì ạ sai tờ lơ anh ấy kì chỉ ca vòng trình đất ý kì khó này dễ tha researcher Morgan hay nâng sạch tuần nâng còn rô khơi hả xùm nua đại dương ai xú vì mình phụ mùi bọc hẹp á hay đa số nữa nó cứ ai ao dương trả chi open question đam bay chủng rồi ở miền cảng kịch anh ấy chứ luôn thạc sơn này mới cứ bị miền nào tự on năng này ta khó thà anh ấy cứ chỉ question cứ chỉ open question hay chứ số nữa bọn này tự on này nó về để net on này vừa question nhé we đào chi khăn từ lời research question bao nhiêu tao vậy tới chỉ cô đào còn đấy hay ca đại dương vậy biết thằng structure question cứ biết sẩm tao từ lỡ ca riệp rachna sẩm phong này sẩm đồ bây giờ đại dương riệp bài bệnh vì less sensitive to sensitive rồi mua rồi thì họ thà đôi hướng bao bao chim mầm bánh mình nhở cô đau này ca thôi thì sợi có mất một bỏ trong đơn tháng ta mấy chỗ hay là mấy chỗ nhìn tổng hợp này cả không thể bàn không chứ mẹ xin đua bác chím miên tập bằng mối xin đua và ta dân xua thà đòi xa tại quạt ở bàn riêng structure về ở trầm trớ tại sao là quạt ở bàn thơ pilot trầm trớ từ quạt qua nơi xin đua xin khăn mùi cứ xin đua tập bố cứ quạt thơ xua thà are you girl or boy đấy quạt thả năng mối cứ thua dân bộ bạc trong cả thua xin đua ấy là làm với nhá slide này Bachelor pi ngạn ấy mong kẻ hành năng sạch tốn quật ban cầm nọt thả bộ phép xâm đúa cư miên bộ mùi bộ phép xâm xinh xinh hay xâm hẹp dương đại dương chia researcher dân thuê khuôn ái cư dân thử cọc bao chia xâm khăn tờ lơ ẩm phí cô bộng nó này ca thuê research bộ dương thật ta xâm đúa đại dương xét nè vì bàn chui ở dưới ai rô chùm lái tư ở với đại dương chọn bàn ọt ai chỉ tu tới ca riệp structure question cứ việc trở riệp vì à sầm nua ban này thà sầm nua từ bốn viêm ai chân máu của bạn vô ấy thử ấy ngon này hello hello everyone ba ban kêu bạn bạn chương sầm nua tìm mối việc cua để chập đam từ bốn chỉ mối đằng sau và đan này nè an ấy nè nè chơi thử ấy ngon này dừng chập đam từ bốn dừng chồn máu cứ đội dừng của bốn để vô background robo respondent dương dương chấp đảm về background chấp đảm về mình nghĩ tới dương miền background bọc quạt tiếp tục mới dương chấp thêm dương chấp đảm xua lủng ắt từ lơ reason bọc quạt reason này ca để quạt chớ rơ ấy mùi đôi cái lại này chứ cô bẩm nong robo researcher bọc quạt quạt trong vậy tha quạt trong quạt chấp rắm từ lơ bọc sau robo TA sau TA đại riêng nữ nè vocational này, ở con trâu mà học chỉ lấy nè, nè chỉ chỉ việc, đại chưa rơ, vỡ foundation TA là nè foundation, dân ở vậy để quật trong ban cứ quật trong ban ở đâu, chủng lặn đâu ai tiêm mùi chủng đuối, đại ca chơi là bom, nghe đại trâu luôn đó, đừng chui ở quật ai vỡ cost development bạn. Chứ là lời dân mơ xung đua tìm mùi bằng quạt. What is your current program of the study?
tập làm tập bóng cứ sầm nuông nghe vậy. Simple close question. Đúng rồi, cái hàng hàng simple try question. Quát ao tập pi thế. Tầm bấy quát tầm nát ha. Mà nè, nơi mùi nè, quát chỉ foundation dịp degree, foundation degree rồi mùi có national vocational qualification. Mà nụ sầy rồi có mà nụ pro. Ta nè ai mình have you studied for a degree level qualification before? Yes. Anh ấy có chấp đàm xu chi xung tố cho tất đó. Reason này. Evaluating. Identify three reasons for choosing the foundation degree when you complete the NVQ. How satisfied the evaluator. Mà tốt mà anh ấy cứ chạch chinh. Look at the following statement. Please choose the two that match your own reason. Chứng khiêm sổ rộp màu vinh á. Dạ tôn nè nè mình. Thôi khỏi mình tiếp. Mình men tha. Ôi ta nè ổn nè thua questionnaire. Nè ổn nè thử tầm biên phòng mũi bậc hết sinh đua nắng ấy nè. Tôn này lại nè. Hello. Ba được rồi bạn. Ba. Chúng về đại dương thưa questionnaire mình và có tha sầm nua đại dương xua đó từ để follow để on à thử tập viên sầm nua bài remembering sầm nua bài understanding sầm nua bài solving reasoning recreating rồi có checking nhỉ ổn định còn cái trong chuyện này cái cứ pin này cái còn cái trong vậy ta ca và ca sầm nua mình có buổi một hẹn đẹp tôn chứ mà nó sầm nua phải chứng net on này là về đại net on này thưa questionnaireคือផ្ដោតជាសំខាន់ប្រចាំថា research គឺយើងធ្វើដើម្បីប្រមែប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនៃ research question គោលដៅរបស់យើងគឺតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំ purpose របស់យើងជាប់រហូតបើមិនអញ្ចឹងទេសំណួរដែលយើងចេះតែបកកើតមកពេលខ្លះទៅវា out of topic ឬមួយក៏វា too irrelevant បានថាអត់ពាក់ព័ន្ធសោះមកសំណួរចេះសួរតែអត់ពាក់ព័ន្ធយកមកប្រើកើតអូខេមានសំណួរអីទៀតទេទាំងអស់គ្នាដល់សល់5នាទីបាទខ្ញុំសូមសំណួរតិចចាំលោកគ្រូបាទបាទគឺឯងសាខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងសួរលោកគ្រូម្ដងហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូនិយាយតាក់ទងទៅរឿងអាខ្លាច់ data គ្រូឧទាហរណ៍ជាបាទតាំងតឹងធ្វើ questionnaire ដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ Google Form គ្រូហើយយើងតែធ្វើហ្នឹងមិនធ្វើ questionnaire អីនេះទេតែគាត់យើងចង់ស្ទួងមតិសិស្សទៅទៅនឹងការរៀនមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសបាទតែចឹងទៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវាតាម Google Form បាទហើយសិស្សនៅវិទ្យាល័យឥឡូវក៏គាត់យល់ដឹងទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Google Form នឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែបញ្ហាបំផុតគឺរឿង collect data គ្រូគេថាសម្រាប់ខ្ញុំទេមិនសម្រាប់អ្នកតីសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចង់អាយើងធ្វើអា collect data ទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងវាប្របាកអត់គ្រូប្របាកឧទាហរណ៍ថាយើងបូកស្រង់ដើម្បីវិចិញ្ចលទ្ធផលហើយបូកស្រង់ឲ្យចេញចលទ្ធផលអញ្ចឹងណាគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមិត្តភ័ក្តិគេធ្វើប៉ុន្តែមិនដឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចតកតងទៅនឹងអា statistic គេគ្រូទិន្នន័យគេវិភាគទិន្នន័យរបស់គេមកពីបានពី questionnaire ហ្នឹងណាបាទបាទចង់និយាយថាតបងគឺយើងប្រមូលទិន្នន័យមកបានហើយយើងស្រង់វាដាក់ក្នុង file excel មួយទីហោះអញ្ចឹងណាឥឡូវទីហោះបើគ្រូឥឡូវយើងយកអាណាទូចមួយនេះនេះបើសិនយើងយកទិន្នន័យបោះមិញយើងមានទិន្នន័យមួយចំនួនទីហោះនិយាយចោះ32នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយមិញមិញវាតាក់ទងជាមួយនឹងការ interpret data ហ្នឹង strongly agree disagree ចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាឧបករណ៍គេប្រើប្រាស់សម្រាប់អា data ដែលយើងប្រមូលបានហ្នឹងដែរបាទបាទនឹងលោកគ្រូអាតាក់ទងនឹងការប្រមូល data ហ្នឹងយើងតើខ្ញុំធ្លាប់លើគេនិយាយថាប្រើកម្មវិធីគេមួយលោកគ្រូសម្រាប់ collect data TM ស្អីគេខ្ញុំភ្លេចទៅSPAS បងហ្នឹង SPAS ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានខត់ SPAS API data អញ្ចឹងមានតែអូខេ
ន SPAS វាអាស្រ័យទៅលើបងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេណាឥឡូវខ្ញុំ share នេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៅតាមតិចឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នា file Excel របស់ខ្ញុំហ៎ឃើញលោកគ្រូឃើញបើសិនជាតិនន័យរបស់យើងតិចទេឧទាហរណ៍មានសំណួរ5 6ឬក៏7ដូចបាញ់មិញណាឥឡូវខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នេះ Are you satisfied?ចឹងសំណួរ Are you satisfied? Are you satisfied with the library service? ពីហើយចឹងចឹងឥឡូវយើងមើលតន័យដែលយើងបានគឺអានេះ total respondent ណាសំណួររបស់យើងគឺមាន1ប៉ុណ្ណេះចឹងជាទូទៅយើងសរុបមានប្រមាណដែរអត់ទៅសំមាន68នេះអញ្ចឹងក្នុងចំណោម68នាក់នេះគឺយើងមានតិនណៃចំនួន3តាក់ចាស់តងលេខ3 select វាមកឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាOkay. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello. ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីអត់ខ្វះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយអត្តន័យចូលមកតែតាមអ្នកទាំងអស់គ្នា select ឲ្យ insert ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន patch